Ghê. Chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ ở đây mình sẽ có cái thành phố này, nó sẽ có một cái nguồn năng lượng để mà thắp sáng nè, nó giống như là điện vậy, gọi là nguồn năng lượng, gọi là anima đó. Đây là mình sẽ có thể nhìn được cái nguồn năng lượng nó nằm đâu nè đó. Đó, đi lên nè đó, có chiều sâu 2D đằng ngoài hay sao cái này. Đếp. Không có điện. Vậy thì sao đây ta? Kích hoạt cái nguồn năng lượng nha, kích hoạt cái này. Ok, kích hoạt cái nguồn năng lượng thôi thì mình sẽ đè hướng này. Great work, Han. We've got Adam again. Okay, you're okay. Han, I'm so glad you're here. Give me a situation report. Of course, Madam Enforcer. Follow me. A group of Forgotlings arrived from the workshop this morning. I thought they were bringing some gizmo for the Aether Bridge. I didn't realize their validation stickers were forged until after they were already through the front gate. So I activated the emergency shutdown. This little red scarf ran straight through the rear gate before it shut. It was a chaotic situation, and you did the best you could. At least nobody got hurt. Don't beat yourself up about it. Thanks, Anne. I won't let it happen again. I know I can depend on you too. Oh, he's going to be angry, isn't he? I hope I can still go after this. Nobody's canceling your ticket across the Aether Bridge. I'll put in a good word for you. The rebels tried to blow up the gate several times. It's a mess outside. I saw. That blast destroyed the rail system. It's gonna affect the deliveries from the workshop. Like that wasn't enough. The attack blew out the gate control. Mm-hmm. I'm trying to fix it, but it might take a while. Cái cầu I need to get my wings. You want me to bring you the anima wrench? Sửa lại cái cầu thôi. Fix the gate. Alone. No. Fix the bridge. Tiffany informed me that the rebels trying to blow up the wash tower. Yes. Ok, bây giờ chúng ta hãy giúp cho con Tiffany này sửa lại cái cầu. Ok, back. How are the repairs coming along? Oh, I forgot the anima wrench. I think I remember seeing it in the basement somewhere. How are the repairs coming along? Oh, I forgot the anima wrench. I think I remember seeing it in the basement somewhere. Okay, bây giờ sẽ đi tìm đi vào cái mình sẽ đi vào xuống hầm để tìm một số đồ vật.
ra. Chúng ta có đường như trong đây không vậy? Oh my god, có đường trong này không vậy trời? Nó sẽ ngủ vậy ta. Basement. À đây. Ok, mình xuống 2, mình xuống hầm. Ở dưới hầm này mình sẽ có cái wrench này để sửa cái tàu, sửa cái cổng. Đồng thời là bản thân mình có thể sạc được cái nguồn năng lượng chuyển vào cho mình, xong rồi người đó mình mới đi chuyển qua cho cái máy. Và này nó cũng lượng thượng lắm nè, đồ quá trời đồ luôn, mình lâm đồ cho. Ok, mình phóng cái nguồn năng lượng này ra. Như mình dùng chung là mình thấy cảnh đây không có nguồn năng lượng cho nên không có phát được. Ok, nó tạm thời mình sẽ lên mình đưa cái quen cho thằng đó cái cho Chikami nhé. Cái con thằng mình sẽ đưa cho cái này. I found your anima wrench. Oh, exactly what I needed. Thank you, Anne. Any problems getting your wings? I'm on my way to get them now. Any problems getting your wings? I'm on my way to get them now. Okay. Có thể là để cho nó sửa đi. Mình sẽ đi mình hiện tại như nó nói á, như nó nói là mình phải đi sửa lại cái đôi cánh. Có thể là mình sẽ bay được cái đôi cánh đó. Master Banku, the watchtower is secure, but one forgotling managed to get through. Don't worry though, it's already been dealt with. A most disturbing development. How did this happen? They were using forged validation stickers. Tiffany prevented most of the rebels from entering the tower grounds. That may be, but I wonder whether she should be replaced. I don't think that's necessary, Master. If the rebels are retreating to the city, they'll have to take the trains from the tower station. If we move quickly, we can catch them there. Yes, Master. I'm on my way.
Okay. Back on the disc now. Select and tap and hold. Let's see the numbers of the disc. Ok, nhờ vậy mình đã lấy được đôi cánh. Đôi cánh này có thể giúp mình bay được nè. Chắc đây là một đường vô trường. Đây là một đường vô trường. Ok, let's go. So, reverse from some water within it. Progress? Almost done. Does this wrench remind you of something, Anne? When Master Bunky was setting up the vault and you accidentally dropped it on his foot. Oh, right. I completely forgot about that. He designs all this intricate machinery for us, and here I am struggling to open a gate. It's crazy. One day we're having fun, the next the rebels are here. Makes you wonder what'll happen tomorrow. Should do it. The gate controls should be fixed. Try now. Oh no! I'm sorry, Anne. Don't worry, Tim. It'll take more than a broken gate to stop me.
What happened to the gate? The gears broke. I'm not getting this open anytime soon. Sorry, Anne. That gate gave me quite a scare. Yeah, me too. Okay, bây giờ là coi như là cái cổng này không có sửa được rồi. Qua có thể bay qua hay sao? Okay. Chúng ta đang vào, đang có một cái cơ sở bí mật gì đó dưới đây, chưa biết nó là cái gì. Vào xem. Ok. You know, for a training dummy, you're looking good. What? Oh, the enforcer made you. She did a great job. You're a good listener. You know, I miss that. Master Bunku only talks to me if there's a problem he needs fixed. Still, a rebel is a rebel. Chưa hiểu lắm. Con robot nó làm gì ta? Well done, Madam Enforcer. Go get those rebels.
Ok, chúng ta tạm thời là sẽ đi đường chân trời, tận dụng đôi cánh bay qua khỏi cái cửa bị hư này, không có sửa được gì trên. Thì bắp rồi Vassar Supply Workshop của anh em I can fix it. Okay. What are you doing? I'm trying to fix the pipes. We have no anima at the workshop, and Master Bonku's expecting us to ship the last section of the Ether Bridge today. There's a broken reverser at the watchtower. This is beyond repair. Forget it. Oh, I'll never go home now. I'll never again feel my owner's feet. Never again will I go hiking, or climbing, or running, or... I'm on my way to restore anima to the workshop. You are? Wonderful! We might actually get to go home! I miss feet most of all. What do you miss most from the human world, Enforcer? Well, I... What a question. Where's Strut? He's at the workshop. He's in one of his moods today. Thanks. Now stop kicking those. But it's all I can do! Don't tell Strut I kicked the pipes!